Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai, mùng 4 tháng 3 năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, sau một ngày giảm mưa, trời khô ráo, quang đãng hơn, thì sáng nay tình trạng mưa nhỏ kèm sương mù đã quay trở lại ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, bao gồm cả thủ đô Hà Nội. Nguyên nhân của tình trạng này là do không khí lạnh suy yếu nhanh, nên đới gió Đông Bắc chuyển sang hướng Đông đến Đông Nam giàu hơi ẩm từ biển và đất liền, khiến cho tình trạng nồm ẩm lại tiếp diễn. Dự báo phải sang đến ngày mùng 4, mùng 5 tháng 3, thời tiết mới tạnh ráo hẳn và có khả năng ban ngày hừng đúng nắng với nhiệt độ ban trưa sẽ tăng lên ngưỡng từ 22 đến 25 độ trong ngày mùng 4 và tiếp tục có xu hướng tăng thêm từ 1 đến 2 độ nữa trong ngày mùng 5 tháng 3, trời chuyển tạnh ráo hơn. Riêng khu vực Tây Bắc Bộ sẽ ít chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh, nên phổ biến nắng ráo và ấm áp hơn so với phía đông với nhiệt độ có nơi còn trên 25 độ. Tuy nhiên, chỉ đến đêm mùng 6 tháng 3 sang ngày mùng 7 tháng 3, khả năng không khí lạnh lệch đông kết hợp với rãnh gió Tây ở độ cao 5.000m lại xuất hiện trở lại. Mưa dông sẽ lại có xu hướng gia tăng hơn ở khu vực Bắc Bộ. Trong tháng 3, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khả năng chịu ảnh hưởng của 5-6 đợt không khí lạnh. Cường độ của các đợt không khí lạnh này không mạnh, hướng di chuyển chủ yếu lệch đông, gây tình trạng rét ngắn ngày ở Bắc Bộ và ít có khả năng rét đậm rét hại. Tuy nhiên, số ngày mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù trong tháng 3 sẽ tăng hơn so với tháng 2, tình trạng nồm ẩm mạnh hơn. Đến với các tỉnh duyên hải miền Trung, trong hôm nay các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An xuống đến Thừa Thiên Huế có mưa nhỏ rải rác về đêm và sáng. Vùng mưa tập trung nhiều hơn tại khu vực ven biển với nhiệt độ cao nhất ngày từ 22 đến 26 độ. Còn với khu vực từ Đà Nẵng xuống đến Bình Thuận, thời tiết chủ đạo là ít mưa, có nắng nên nhiệt độ cao hơn, phổ biến từ 27 đến 31 độ. Từ ngày mai mùng 4 tháng 3, không khí lạnh suy yếu, mưa sẽ giảm hẳn, trời chuyển khô ráo và có nắng vào ban ngày, cùng với nền nhiệt độ có xu hướng tăng trở lại. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đang trong giai đoạn cao điểm của mùa khô tại hai khu vực này, nên tiết trời chủ đạo trong những ngày tới là không mưa, ngày nắng nhiều. Trong đó, nơi có cường độ nắng mạnh hơn cả là các tỉnh miền Đông Nam Bộ như Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Phước và cả thành phố Hồ Chí Minh với nhiệt độ cao nhất trưa chiều từ 34 đến 35 độ. Các tỉnh miền Tây Nam Bộ và vùng cao Tây Nguyên nhiệt độ ở mức từ 31 đến 34 độ. Nắng nóng ở Tây Nguyên và Nam Bộ dự báo sẽ diễn ra mạnh nhất trong tháng 4 và nửa đầu tháng 5 năm nay. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết thời tiết của các vùng trên cả nước mùng 4 tháng 3 năm 2021. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Khu vực Hà Nội, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 22 độ. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng khu vực Tây Bắc trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ, có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 23 độ, riêng khu vực Tây Bắc từ 25 đến 28 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 22 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng phía Nam sáng có mưa, mưa rào rải rác. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, phía Bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, phía Nam có nơi trên 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 23 độ, phía Nam từ 23 đến 26 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Tây Nguyên, có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Nam Bộ, có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng, đêm không mưa. Gió Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ,
có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 4. Khu vực biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi sáng có mưa rào rải rác ở ven bờ, sau có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Khu vực biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5. Khu vực biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5. Khu vực biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 4. Vùng Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Quần đảo Hoàng Sa có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5. Vùng giữa Biển Đông có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng Nam Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4. Bản tin dự báo thời tiết của chúng tôi hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.